Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Tý, tháng Bính Thìn năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Và ngũ hành niên mệnh dạn hạ thủy ngày Bính Tý, tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm dạn hạ thủy kỵ tuổi canh ngọ mậu ngọ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Và các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Nguyệt Không tốt đối với việc sửa sang nhà cửa, đặt giường, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Cô Thần xấu với cưới hỏi, sao Lộ Ban Sát kỵ về khởi công động thổ, sao Không Phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 5 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý được chính ấn che chở nên vận trình công việc trong ngày có phần thuận lợi hơn so với bình thường. Bản mệnh dù có gặp phải khó khăn cũng có thể tự mình giải quyết bằng chính năng lực của bản thân mình. Nhờ vậy, chặng đường thăng tiến trước mắt rộng mở hơn với con giáp này. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao năng lực và tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn để trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Tuy nhiên, trong ngày gặp thủy khí vượng, cho thấy sức khỏe của những chú chuột không được tốt lắm, dễ gặp các vấn đề về thận. Nếu không được can thiệp sớm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bản mệnh, nên nhanh chóng thăm khám kịp thời. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi, khó khăn được giải quyết. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, dùng năng lực của bản thân để vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đường thăng tiến rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện bồi dưỡng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chú ý các vấn đề về thận để không ảnh hưởng về sau. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 56, số 45, số 10. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ.
Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, có sự xuất hiện của quý nhân lục hợp che chở, người tuổi Sửu có thêm cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng khi đường công danh sự nghiệp rất thuận lợi. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc, nắm bắt cơ hội là chẳng lo thiếu tiền tiêu đâu, hãy nỗ lực lên nhé. Chính tài nhập cục, thu nhập mà con giáp này có được vào ngày hôm nay chủ yếu đến từ những nghề tay trái của bạn. Có thể nó sẽ khiến cho bạn không có nhiều thời gian rảnh nhưng xứng đáng khi thu về lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, đường tình duyên của những chú trâu lại gặp nhiều điều muộn phiền. Thổ thủy xung khắc khiến cho quan hệ giữa bản mệnh và người ấy gặp phải những trở ngại mà cả hai bạn chưa hề lường trước được, cả hai đều rối rắm nên chưa tìm được cách giải quyết thích hợp. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, phát triển rực rỡ hơn nữa nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nghề tay trái có thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm nhiều điều muộn phiền, đôi lứa mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quan hệ tình cảm rối rắm, khó giải quyết ổn thỏa. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 92, số 71. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Thứ năm này, gặp tỷ kiên xuất hiện trong vận trình là lời cảnh báo người tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh cố chấp làm theo ý của mình mà không nghe lời khuyên ngăn của bất cứ ai nên có thể sẽ tiêu tiền phung phí vào nơi không cần thiết. Những lúc tài lộc bất ổn như này, điều quan trọng nhất là hãy tiết kiệm tối đa nếu như không muốn bản thân rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Với những khoản cần tiêu thì không thể tránh khỏi nhưng nên tránh xa những buổi tụ tập vô bổ, tiêu tốn nhiều tiền bạc. Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của con giáp này được thăng hoa khi mà bản thân con giáp này ngày càng yêu người ấy nhiều hơn. Đối phương cũng luôn lo lắng và quan tâm tới bạn, bạn thoải mái đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cố chấp làm theo ý mình mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên tiết kiệm tối đa những lúc tài lộc bất ổn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên hạn chế các buổi tụ tập vô bổ, tiêu tốn tiền bạc vô ích. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đường tình duyên thăng hoa, cả hai luôn quan tâm và yêu thương nhau. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 32, số 16, số 87. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý ngọ Mão Dậu gây trở ngại, điều này có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn cho người tuổi Mão trong hôm nay. Tình cảm mong manh dễ bị xô đổ bởi những tình huống không thể lường trước hết được. Đặc biệt, bản mệnh cần phải chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình. Thẳng thắn quá mức có thể khiến cho đối phương cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, mặc dù ban đầu bạn không hề có ý muốn nặng lời như vậy. Lại thêm trong ngày có kiếp tài xuất hiện đe dọa vận trình, đường tài lộc của bạn không sáng sủa cho lắm.
Những chú mèo có thể có những quyết định sai lầm dẫn đến việc phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Bạn cần phải tỉnh táo hơn trong trường hợp này. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhiều chuyện ngoài ý muốn, vận trình ảm đạm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm dễ rạn nứt vì những tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói, thẳng thắn đúng lúc đúng nơi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tài lộc có nguy cơ, chú ý kiểm soát tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vội vàng đưa ra quyết định sai lầm có thể phải trả giá bằng tiền bạc. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 30, số 72. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, ngày mới nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, cho nên tài vận của người tuổi Thìn ngày hôm nay cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh hay khai trương, khởi nghiệp, thì có thể mượn cát khí hôm nay để tiến hành. Cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi có cả thiên tài chỉ ra những con đường đúng đắn thì những chú rồng đừng ngại dấn thân nhé. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho mọi người chỉ là bạn có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi. Thổ khắc thủy là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của con giáp này gặp phải không ít khó khăn, trắc trở. Người ấy có thể sẽ nghi ngờ và trách móc vì những chuyện mà bạn không làm. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng, hãy tìm cơ hội để giải thích cho người ấy hiểu, để người ấy thông cảm cho bạn thay vì nghi ngờ vô căn cứ. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tài vận tăng tiến không ngừng nên tranh thủ mở rộng kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng ngại dấn thân, mạo hiểm một chút để đạt được điều mình muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, thành công hay không dựa vào việc có nắm bắt được cơ hội đúng lúc không. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình cảm trắc trở vì những nghi ngờ và trách móc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tìm cơ hội để giải thích thay vì để chiến tranh lạnh kéo dài. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 52, số 70, số 21. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi hàng ngày nhận thấy được thực thần độ mệnh, cho nên người tuổi Tỵ đón nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền cũng như mở rộng mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Đây không phải là chuyện gì quá xa xôi, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, đừng quên rằng những cơ hội cũng đi kèm với cả thách thức, vì thế đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đến quá dễ dàng với mình. Thận trọng trong từng bước tiến hành công việc sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Trái ngược với những thuận lợi trong công việc và tài lộc, tình cảm vợ chồng bản mệnh lại có nhiều trục trặc do ảnh hưởng của thủy hỏa tương xung. Đôi bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng mối quan hệ làm ăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, người theo nghiệp kinh doanh đón nhiều tin mừng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cơ hội kèm theo cả thách thức, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thận trọng từng bước để tránh những rủi ro đáng tiếc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng xung khắc, không khí gia đình căng thẳng. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá,
đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 90, số 66. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Ý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại. Điều này có thể khiến người tuổi Ngọ mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, cạnh tranh khốc liệt trong môi trường làm việc. Bản mệnh có thực lực nhưng dễ bị người khác chèn ép, cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về mình. Bạn có thể sẽ phải khá vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân. Thương quan giáng họa, chẳng những công việc mà tình hình tài chính của những chú ngựa cũng chẳng ra làm sao. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào lúc này và hãy nhanh chóng xốc lại tinh thần trong công việc. Ngũ hành tương xung cảnh báo con giáp này nếu tiếp tục không biết tiết chế cảm xúc của mình, có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Bạn muốn tỏ rõ tình cảm của mình nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào nhưng cách thể hiện tình cảm của bạn có thể khiến cho người ấy thấy sợ hãi mà bỏ chạy mất đó tuổi Ngọ à. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, cạnh tranh khốc liệt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có thực lực nhưng bị chèn ép, cướp công đoạt lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư mạo hiểm vào lúc tài chính bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có thể khiến nửa kia phản cảm vì cách thể hiện tình cảm vô vập. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 57, số 30. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Vận trình ngày mới gặp cục diện, Ý Mùi tương hại cho thấy người tuổi Mùi có thể vướng họa tiểu nhân ném đá giấu tay, khiến công sức bạn vất vả gây dựng gần như đổ sông đổ biển. Trong công việc, con giáp này nên cố gắng chỉn chu hết mức có thể để không lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bù lại, chính tài nhập cục, điều này cũng là lý do khiến cho vận trình tài lộc trong ngày của những chú dê khá lý tưởng. Tuy nhiên thu nhập của bạn chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chớ nên ôm đồm quá nhiều việc khi mà công việc chính còn chưa làm xong. Tài lộc hanh thông, nhưng bản mệnh lại khổ về tâm khi mà ngũ hành xung khắc khiến cho mối quan hệ tình cảm con giáp này thêm phần trục trặc. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm nên tranh cãi và mâu thuẫn khá nhiều với nhau. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tiểu nhân ném đá giấu tay, công sức vất vả gây dựng không được công nhận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cố gắng chỉn chu hết mức có thể để không lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tài lộc lý tưởng, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tránh ôm đồm quá nhiều việc khi công việc chính chưa ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, buồn phiền vì tình cảm trục trặc, đôi bên không thấu hiểu nhau. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 73, số 19. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5,
ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới nhờ có thiên tài chiếu mệnh, khả năng lớn con giáp tuổi Thìn được giúp đỡ về tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì bạn cực kỳ trân trọng tấm lòng của người ta. Dù việc liên quan tới giấy tờ hôm nay không nhiều nhưng tuổi Thân cũng không được chủ quan trong ngày có thiên quan. Bạn cần phải đọc kỹ mọi giấy tờ, văn bản trước khi ký kết, nếu không bạn có thể rơi vào rắc rối vì mắc sai lầm. Cẩn thận hôm nay, bạn sẽ không phải đau đầu vào ngày mai. Ngũ hành tương sinh cho thấy, những điều mà bạn nói ngày hôm nay thật sự ngọt ngào, thu hút. Vậy thì bạn chính là tâm điểm của đám đông, bạn thu hút mọi người, mọi ánh nhìn và có được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh đấy. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy hành động một cách quyết liệt bạn nhé. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có người luôn nâng đỡ cho sự nghiệp của bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tình cảm đôi lứa hạnh phúc, vui vẻ nhờ biết chia sẻ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, lời khuyên của bạn cực kỳ có giá trị. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thử một lần tin vào duyên số xem sao. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 95, số 54. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, cục diện Tý Dậu tương phá xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dậu, nhắc nhở bản mệnh cần thận trọng trong chuyện làm ăn của mình, chớ nên giao việc lớn vào tay người mình chưa tin tưởng. Thêm đó, con giáp này cũng phải có các phương án đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Việc luôn dự trù các tình huống xấu sẽ giúp bạn không bị bối rối và lúng túng khi nguy cơ ập đến. Thực tế luôn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà bạn không ngờ tới. Với tính cách chính trực, thẳng thắn sẵn có, hôm nay con giáp này vẫn đạt được những thuận lợi nhất định trong công việc. Nhờ có chính quan xuất hiện mà nhiều người công nhận năng lực của bạn và họ khuyến khích phát huy thêm nữa khả năng của mình. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nên thận trọng trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên giao việc lớn vào tay người thiếu tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên có sẵn phương án đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, được công nhận và khuyến khích phát huy năng lực làm việc. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 18, số 60, số 91. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày mới được thiên tài độ mệnh, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với người tuổi Tuất. Bản mệnh chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình, tiền bạc cũng nhờ thế mà ùn ùn đổ về túi, bạn có thể yên tâm về vấn đề tài chính ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc có thêm nguồn tiền dồi dào khiến con giáp này có xu hướng chủ quan. Đừng quên lập kế hoạch và xem xét ngân sách tài chính cũng như cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo nhé. Thổ thủy xung khắc cho thấy có mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Nếu là do hiểu nhầm thì bạn nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe bạn chứ không phải khi mâu thuẫn đang đỉnh điểm như này nhé. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tài chính rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc,
tránh xu hướng chủ quan khi tiền bạc đang dồi dào. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên có kế hoạch và xem xét ngân sách tài chính hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 55, số 78, số 9. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, xem tử vi chỉ ra rằng tại sao bạn và những người mình yêu quý không trò chuyện, chia sẻ về điều mà mọi người cảm thấy quan trọng hả tuổi Hợi. Nhân khi có tam hội, bạn và mọi người sẽ tìm ra được những cảm xúc chung, những ý tưởng thú vị cho đời sống của mình và cả những lời khuyên hay ho. Khi có cơ hội phát huy được nội lực của mình trong ngày thiên ấn nâng đỡ, con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói, đây là ngày để bạn xác định những mục tiêu mới mẻ, rõ rệt hơn cho mình đấy. Ngày gặp thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút. Hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé, vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, hãy tỉ mỉ hơn trong công việc của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên có mục tiêu cao hơn để có động lực tốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, những khó khăn hiện tại cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, một số quan niệm sống của bạn đang cần thay đổi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thói quen cũ của bạn cần thay thế bằng thói quen mới. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 3, số 27, số 98. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.